Các mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não. Triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm, đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tiểu đêm chứng. Sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân. Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tình. Đau lưng mỏi gối, đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ. Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng. Chính thức ra mắt quần thể Blue Zone thực thụ giáp danh phía tây thủ đô, đại đô thị kết hợp nghỉ dưỡng Casa del Rio, cách Hà Nội chỉ 50 phút lái xe. Casa del Rio sở hữu địa thế vượng phong thủy, gần 4 km bám sông Đà, đối diện sân golf Hilltop Valley 27 hố. Tích hợp trong dự án là hơn 30 hecta không gian công cộng, 10 hecta công viên xanh và hơn 30 tiện ích năm sau, nằm ngay trên trục quốc lộ 6 nối liền với đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc. Từ Casa del Rio tới Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chỉ. Và 8% tiền xây, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Tặng quà lộc xuân, tiểu cảnh sân vườn lên tới 100 triệu. Liên hệ đơn vị phân phối độc quyền đất xanh miền Bắc. Lâu lắm không gặp, công việc dạo này thế nào? Trên này làm ăn thì ổn lắm, nhưng sinh hoạt bất thường nên tôi đổ bệnh đi ông ạ. Hay, sao bên đấy lại yếu thế? Vừa mới đây còn vừa phải đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não đấy. Thế bây giờ điều trị thế nào? Uống thuốc gì? Có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Natopet gì đấy. Tôi dùng 3 tháng này rồi, giờ mới được khỏe như thế này đâu ạ. Ông nghe đây, phải nói thật chuẩn vào Natopet. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả lắm đấy. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình đồ tào lao, em xin giới thiệu tới các bác hai thứ không thể tào lao hơn được nữa. Cái bên tay trái là một sản phẩm của công ty Yamazaki. Cách đây khoảng một vài bữa thì em cũng có lên một cái của Yamazaki. Cái đó là đàn anh, còn cái này nó là đàn em. Ở đoạn đầu video thì các bác đã thấy em triển cái tính năng bắt sóng radio FM của nó. Vâng, đây là một cái thiết bị nghe radio bao gồm hai băng sóng với FM đến 108 và tất nhiên là có cả băng sóng trùng nữa. Với cái phần tạo hình phía trước nhìn nó cũng khá là sáng sủa và nó cũng có một cái phong cách rất riêng, một cái phong cách của Yamazaki. Đây là một con đài mono. Ở bên sườn bên tay phải thì nó được tích hợp một cái loa vào tầm khoảng 6 cm. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái lỗ cắm ra tai phone và nó có cả đường line in, tức là có thể cắm cái điện thoại vào đây nghe y xèo vớ va vớ vẩn. Như bữa trước em đã từng làm demo về cái con Yamazaki đàn anh của nó. Và sản phẩm này thì ngoài cái vấn đề xài pin tiểu thì nó còn cho phép là sử dụng cái nguồn tự thân của nó, tức là cái dynamo. Đó, khi chúng ta ở trong cái tình huống ngặt nghèo, không có pin, đó, không có điện lưới thì chúng ta có thể quay tay ở đây. Và khi chúng ta quay thì nó sẽ sạc cho quả pin nằm trong thiết bị này và chúng ta có thể nghe radio được. Đây chính là cái đường để cắm cái adapter bên ngoài. Đó. Adapter 5V. Và đây chính là cái công tắc gạt lên thì là để vừa quay vừa sạc vào pin
ở gạt xuống dưới thì là direct, là nó thông trực tiếp luôn đấy ạ. Tức là quay tay và điện nó vào thẳng bên phần công suất, không vào pin nữa. Ở phía bên trên này thì chúng ta nhìn thấy nó có 4 cái núm tròn, 2 núm bên này không có gì. Chỗ này thì nó bị mờ chữ, do vậy em lấy mực đỏ em bôi vào đây để cho khách hàng yêu quý nào đấy khi mà mua cái sản phẩm này, mắt mũi có kèm nha, thì còn nhìn thấy đen đen đỏ đỏ để mà vặn ha. Ở cái bên trên này thì cái vạch đen này chính là tắt đó. Vặn như thế này. Mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ. Sao thì cậu là... không dùng lau sâu mặt cho bé? Đợt trước cô bị... sử dụng bằng nguồn pin tiểu. Vặn như thế này là sử dụng nguồn dynamo. Cái dynamo là pin nó hơi yếu, em chưa có sức để mà quay tay. Đây em quay tay cho các bác thấy này. Nước kia sù bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo, cũng sù bạc. Đó. Pin bên trong nó hơi yếu. Nano 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 đông trùng. Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy? Tôi đang sáng tác bài hát. Ở đây ví dụ gạt như thế này, sản phẩm nano đông trùng hạt là nghe radio trên, ông vẫn dùng gạt như thế này thì chúng ta có một cái đèn ở bên sườn và có thể xài nó thay một cái đèn ngủ. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã thấy người khỏe mạnh vui vẻ. Tìm hiểu xong về cái thiết bị Yamazaki này, bên dưới thì các bác thấy là cái khay cho phép lắp 3 quả pin dòng pin 2 chữ A. Và đây chính là cái sợi anten để bắt sóng FM này. Ví dụ như là đài phát nó xa quá ấy, thì chúng ta có thể lôi cái đoạn dây ấy ra. Đó, thiết bị này thiết bị zin tuyệt đối nha. Hàng được mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Chúng ta đã xong một món và bây giờ chúng ta đến với món thứ hai. Món này nãy em có bắt sóng rồi. Các bác có thể thấy đây là một cái radio tự động bắt sóng của cái hãng khỉ mẹ gì đấy em thua không biết đâu. Các bác chỉ cần biết là nó nằm ở trong lòng bàn tay và nó xài 2 quả pin, pin tiểu dòng pin 3 chữ A, tức là bé hơn pin kia một chút, gọi là pin 3 chữ A. Và thiết bị này nó được sản xuất ở chỗ đấy, chỗ nào các bác đừng vặn em nhé. Bây giờ em sẽ thao tác lại. Nhìn vào cái củ nọ này em thấy nó có một cái tạo hình phải nói rất chi là này nọ. Nó cũng đẹp đi ạ. Dò sóng bằng cách ấn vào cái nút scan đây. Nói với các cụ thế này, rất nhiều cụ bây giờ đang mong muốn là kiếm một cái con mà nó đút vừa cái túi áo sơ mi để các cụ ấy mang nó theo người, nghe radio mọi lúc mọi nơi. Và cái củ nọ này thực sự là nó rất phù hợp đi ạ. Sản phẩm mà em bán ra bao gồm cặp đôi không thể tào lao hơn được nữa này và một cái adapter 5V dành cho cái củ nọ bên tay trái này. Tức là gì? Tức là nếu như mà chúng ta mà lười quay tay hoặc là không muốn lắp pin vì cho rằng là pin nó tốn kém ấy, thì cụ có thể chơi bằng cái adapter này ha. Đó, rất chu đáo. Tổng cộng là chúng ta có đến 3 món, một adapter, một Yamazaki và một con thôi cứ gọi nó là Sharp 939 đi nha. Một con Sharp GF 939 phiên bản Super Mini. Đó. Quá rực rỡ.
và giá thì rẻ như bún đậu mắm tôm. Đấy, cụ nào yêu cái mớ này thì nhanh tay mà bốc nhá. Cụ chỉ cần chần chờ một chút thôi là có dài xuống tiền ngay và luôn trong vòng 1 phút mốt. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng chỉ đạo về chính sách tiền tệ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng, gồm 5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc bứt phá. Năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,78% so với cuối năm 2022. Do yếu tố mùa vụ của dịp Tết Nguyên đán cùng với khả năng hấp thụ vốn của nền chưa cao, đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023.